chào các bạn á. Hôm nay mình có dịp ghé xuống Trơn Thành, Bình Phước và mình có thăm anh Viết Điền, một cái trường hợp bị bệnh lạ. Và hiện tại thì anh Điền đã giảm mất cái căn bệnh của mình rồi và cũng đã mở một cái tiệm sửa xe. Thì bây giờ mình vào mình thăm coi anh Điền như thế nào nhé các bạn. Đây, đây là anh Điền. Anh Điền. Anh chị sống ở đây lâu chưa? Từ lúc hồi lúc anh chưa bệnh là ở ngoài đường. Xong rồi anh bệnh xong là vô đây năm 2000. Ồ sao biết anh đây? Đọc cái tương lai. Báo hả? Báo cái này rồi cái 6 năm rồi anh bệnh. Ngày nữa ra 6 năm. Lúc đó 6 7 nhà báo quay trở lại đây. Rồi đưa tin tùm lum hết trơn, nhưng mà nói chung chủ yếu là hồi đó có cái chị chỉ làm chủ tịch xã nè. Dạ. Chỉ ra chỉ làm hội trưởng hội bảo vệ cái gì chị bà gì đó, chủ tịch xã chị gì đó, chị Hậu, chỉ ra chỉ làm gì mà huyện á. Dạ. Rồi chị nói chung là chị cũng có cái tiếng nói của cơ quan ngôn luận mà. Để rồi mấy nhà báo họ mới lại, những 5-6 nhà báo họ tình hình hỏi sức khỏe làm sao, bệnh làm sao, lý do làm sao. Dạ. Anh mình bệnh, anh có thể kể lại căn bệnh của anh hồi xưa không ạ? Cái anh bệnh đó là do bác sĩ họ sơ ý những cái thôi, anh không cách được. Anh nằm đến khi anh đi trở về trở lại đây rồi, bác sĩ của bệnh viện nhiệt đới á, bà Tài trưởng khoa nhiễm của bệnh viện nhiệt đới á, thì bác sĩ có nói thôi cái chuyện đó là chuyện không ai muốn hết trơn, thôi cũng nên thưa kiện. Cũng có mấy nhà báo họ nói hỗ trợ anh, ví dụ như báo pháp luật, báo của phụ nữ, báo y tế ở đâu ngoài bộ. Dạ. Nó mạnh đó thôi. Dạ. Anh có thể kể lại cho em cái quá trình mà anh bị bệnh á là nó như thế nào không ạ? Lột lúc da. Đó. À lúc đó là mình bị gì mà nó như vậy? Dưới thuốc lột da. À. Anh kể từ đầu bệnh từ đầu. Dạ. Anh nè. Dạ. Hồi đó anh bị gút, bị gớp á. Dạ. Gớp anh qua bác sĩ kế bên nè. Dạ. Bác sĩ Hùng kế bên nè. Khám thì bác sĩ Hùng nói anh là bị sốt xuất huyết, nằm 7 ngày, nhưng mà thực tế là anh lại sốt xuất huyết, chỉ là thuốc. Cái chân sưng nhất, xong rồi mới qua, không biết thuốc, xong rồi mới sốt lên. Anh nó sưng lên, nó nhức quá, anh mới qua bác sĩ Hùng, vô bác sĩ Hùng khám, thì vô qua bác sĩ Hùng khám rồi bác sĩ Hùng anh sốt xuất huyết. Dạ. Nhưng mà thực tế là anh phải bị sốt xuất huyết mạch dị ứng thành phần thuốc kháng viêm giảm đau. Dạ. Hiện tại ngay bây giờ anh vẫn còn bị đó nè, tức là para nè, rồi tippy nè, rồi amoxicillin đó, kháng viêm giảm đau là anh bị dị ứng. À. Nên gì mà bác sĩ tìm không ra được, bác sĩ mới nói anh là bị sốt xuất huyết, nằm 7 ngày. À. 7 ngày sau là người anh nó nổi mảng nó bắt đầu nó phù hết trơn người lên, con mạng thì nhức quá. Anh nói với bác sĩ Hùng nói tại sao sốt xuất huyết gì mà sao nó không hết mà nó mấy à. Bác sĩ Hùng nói anh này chuyển qua rubella, tức là cái sốt của Đức, của bang của Đức á. À, bang Đức gọi là rubella. Thì nó sẽ nằm điều trị thêm mấy ngày nữa, anh nằm thêm 3 ngày nữa thì tới ngày đó anh đuối quá rồi. Bà vợ bác sĩ Hùng cũng nói thôi cho người ta chuyển viện đi. Bà xã anh thấy anh vậy, bà xã anh mới nói thôi giờ đem mình xuống bệnh viện nhiệt đới, đem mình xuống đó anh sốt 41 độ rưỡi á, nó sốt không biết gì hết mà người nó phù quét lên rồi, nó phù thì nằm điều trị ở bệnh viện nhiệt đới khoảng 21 ngày. Anh trở về lại nó không hết, nó dứt sốt nhưng mà nó không hết. Bắt đầu qua tới 4-5 ngày sau nó sốt lên ngược lại. À, 21 ngày nằm điều trị xong trở về lại nó sốt lại, quay trở xuống dưới là bắt đầu lúc đó giai đoạn thứ hai rồi, bắt đầu nó lột da dài vậy nè,
Mà không phải lột vậy đâu, nó lột y như con rắn vậy đó. Tức là mỗi một ngày anh phải hút một bụm dài nè, chứ không phải là tí ghê lắm. Nói anh nổi dần thà đâu. Để anh quay trở xuống lại bệnh viện nhiệt đới lại. Thì bệnh viện nhiệt đới nằm điều trị thì lúc đó có bệnh viện Gia Liễu của Nguyễn Thông qua nữa. Thì bệnh viện Gia Liễu nó cái này là do dị ứng thuốc lột da. Dạ. Anh nằm điều trị thêm 28 ngày. Thì lúc đó anh bệnh viện nhiệt đới chuyển anh sang bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện nhiệt đới không, tức là anh bị sốt xuất huyết mà gọi là sốt xuất huyết đen á. Nó nổi hột hột đen ra. Nó bể cái mạch máu ra ngoài. Nên gì á, anh máu nó chảy nè, nó nhiễu theo hột nó nhiễu nhảy vậy. Mà da nó lột, cái nhúc rắn lột qua sao đó. Nhưng mà máu ở đầu lúc đó lý dưới chân lông á, nó ra máu. Bắt đầu anh tụt cái tiểu cầu là máu trắng á. Bệnh viện nhiệt đới sợ tình hình bất ổn luôn. Chuyển anh sang Chợ Rẫy. Anh qua Chợ Rẫy nằm điều trị. Nói chung điều trị vô tiểu cầu rồi điều trị hạ sốt, nhưng mà nó cũng không hết, nói chung tạm đỡ cũng được thôi. Mới là cái da viện Chợ Rẫy chuyển anh qua viện Nguyễn Công, viện Gia Liễu Nguyễn Công á. Anh nằm cũng gần cả tháng nữa viện Nguyễn Công nó cũng không, da nó không hết, nó về thôi. Viện Nguyễn Công cho anh về. Về anh về lúc đó tại cận Tết rồi, cái năm đó năm 2011-2012 vậy. Anh về thì ở được Tết thì đúng chắc anh chết, chịu không nổi. Lúc đó da nó lột hết luôn. Anh lại lúc bị mà đi ra bắt bệnh viện em viện Đồng Xoài á. Dạ. Nằm thêm chừng 10 ngày nữa. Bệnh viện Đồng Xoài lại chuyển anh về Chợ Rẫy một lần nữa. Dạ. Thì lúc đó anh bị bị mà dịch tràn màng phổi. Vâng. Dịch tràn phổi mà bệnh viện Bình Phước mổ nó bị nhiễm trùng. Dạ. Mổ bị nhiễm trùng. Bệnh viện để chuyển anh xuống Chợ Rẫy. Vâng. Anh nằm ở Chợ Rẫy đến khi sức khỏe anh, lúc đó anh còn có 36 kg thôi. Chờ cho anh lên được 2 kg mà không, chờ hoài nó không lên được. Cái đêm đó anh mê man, tức là anh thở hết được rồi. Dịch nó tràn qua cái màng phổi anh thở được. Thì bệnh viện Chợ Rẫy đi mổ cấp cứu. Anh nằm 20 mấy ngày bệnh viện Chợ Rẫy nữa. Dạ. Rồi cái anh mổ xong, mổ cấp cứu, mổ xong anh cho xuất viện, anh ra viện. Thì bệnh viện Chợ Rẫy người ta nói thôi đem anh về đi, tình hình anh thấy anh bất ổn. Tức là thứ nhất là sợ nhiễm trùng cơ hội. Dạ. Cái thứ hai là tình hình anh bất ổn, nói chung là không ai nghĩ anh là sống được hết đâu. Không ai nghĩ anh là sống được là gì. Cái sức đó, sức khỏe anh nó kiệt quệ dữ lắm rồi. Dạ. Con người anh chỉ còn cái chân này nè. Cái chân này nè, nó còn có bớn nè. Mô bẻ. À, bẻ hai tay. Chân này mà nó còn trong tay nè. Dạ. Ôi. 32, 31, 32 kg. Trời đất. À, tức là da xác xương người cái báo điện tử Việt Nam Net nó có hình anh lên trên mạng. Mấy coi cái đêm năm số năm á. Vâng. Báo Việt Nam Net về tới tới đây chụp nè. Dạ. Rồi có một cái tổ chức đó là họ mới nói là họ qua họ chụp hình anh. Họ chụp hình anh nhà nè. Họ nói để họ gửi cho các cái tổ chức y tế của thế giới á. Chúng ta họ có cái điều kiện giúp đỡ mình không? Nhưng mà anh nói giờ không biết sống được không, gửi gì rồi. Có đi có được ở đâu. Lúc đó anh nghĩ là làm cái nhà này ở đó anh ở về kia kìa. Anh nghĩ làm nhà này để chết á. Chứ không khả năng để sống được. Anh đuối quá thì thôi anh nói chắc chết. Quyết định chắc chết. Lúc đó anh nghĩ là lúc đấy là bi quan mức độ đấy cơ. À, lúc nói chung là cái lúc đó là không biết lý do sao mà anh bỏ ăn cái bảy ngày á. Dạ. Anh bỏ ăn tới 7 ngày. Vâng. Nhưng mà nói chung là bi quan thì ông không bi quan, nếu ổng mà bi quan thì là giờ này ổng mới còn sống. Dạ. Nếu như ổng bi quan. Dạ. Rồi sau đó thì cái tình trạng là bệnh như thế nào chị? Thì nguyên một tuần bỏ ăn, là hồi đó chị ở nhà ngoài đường. Rồi mới thấy em bỏ ăn rồi, nhà ngoài đường đó là mình đất mình mướn nhưng mình làm nghề, thì còn đất ở đây mới đất nghề, nhưng mà lúc đó chưa làm nghề. Yeah. Đó cái là thấy chắc không có quan khỏi. Cái đầu là kêu người làm cái nhà gốc là làm này, cái nhà này gốc là để đem ổng về đó. Yeah. Đó thì hôm nay là ổng bỏ ăn 7 ngày, cái nhà này làm trong vòng 1 tháng là xong.
làm gấp để đưa ông về, thì đưa ông về, đưa ông về đây. Nếu ai vậy lúc đó ngày chỉ anh phải sống được cái để rồi vậy. Ông lại ăn được, uống được. Dạ. Là ăn được uống được là chị chăm chăm chồng là ông vượt lên tới giờ này luôn. Và anh cho em hỏi chút này. Hỏi thì chị nói lại. Lúc đấy ấy, bác sĩ các bệnh viện chuẩn đoán anh bị làm sao ạ? Bác sĩ chỉ nói là dị ứng thuốc thôi. Dị ứng thuốc. Anh dị ứng với thành phần có thuốc. Nói chung thằng dị ứng giảm đau nhưng mà bác sĩ không tìm ra được. Nó bắt đầu nó lậm vô trong máu, em hiểu không? Nó lậm vô trong máu thì tất cả các cái cơ quan nội tạng của cơ thể nó phá hủy hết. Hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ tiêu hóa, nói chung là anh hệ thần kinh nó tê liệt toàn bộ luôn. Nó không, anh là không ăn nè, không nói nè, chứ không phải nói giờ đâu, hồi đó anh nói không được luôn á. Có hơi đau đứng, đứng cứng đơ, cái lưỡi cứng đơ luôn. Không ăn nè, không nói nè, không thở nè. Không thở là phải có bình oxy, thở cái thở, không đi nè, không nghe nè. Nói với anh gọi là gọi là chết đó chứ không có không ăn, không thở, không nói, không nghe, không đi, không gì được hết. Anh nằm một chỗ vậy đó. Anh nói thôi chắc chết, nghĩ quyết định chết, anh bỏ ăn có từng lễ à. Mà sao nó không chết? Mà anh ghi dạ. Trong cái giấy anh mới kêu bà xã anh á, anh kêu bà xã anh thôi đưa anh một cái tài giấy mà anh gượng anh viết mấy chữ, thì anh viết cho bà xã anh lại mấy chữ rồi anh nói là anh rất cố gắng nhưng mà sức khỏe nó cạn kiệt quá, anh dù còn một hơi thở để bảo bọc vợ con, anh khóc cho bản thân anh, khóc cho vợ anh, khóc cho con nữa. Thì lúc đó anh nghĩ mình chưa làm tròn được cái trách nhiệm của người cha, chưa có người chồng. Còn anh lúc đó nó còn nhỏ, con đứa thì mới học lớp 9, còn đứa thì nó mới có học lớp 1, lớp 2 gì. À, nhưng mà nghĩ thôi giờ không ăn cũng chết. Thế anh mới ráng gượng theo vợ anh đi, nấu cháo xong xay ra thành hồ á. Dạ. Lấy cái muỗng cà phê múc, không đổ có tọt. Vậy mà đổ gần một tháng rồi. Tức là cứ ví dụ như hớp lần nửa muỗng, không được nửa muỗng thì bước xuống một chiếu, nếu như khá khá thì múc lên muỗng nữa đổ vô, mà làm liên tục như vậy nó lướt qua được. Rồi bắt đầu anh ăn được muỗng cơm, bắt đầu từ từ nó anh cho hỏi là cái tay của anh hình như hồi trước anh thấy trên hình á là nó có cái màu đen đen rất là nhiều. Đúng rồi, nó đen nhiều lắm. Thì là do anh vận động, anh tập chứ không cái đó nó bằng cái da nè, cái da. Dạ, cái da. Cái da này là nó lột, nó cháy da là một. Cái da đen này là nó cháy nè. Còn cái da trắng này là nó lột, cái da kia nó ra trắng trắng. Tức là cái da đen này là bị cháy da. Dạ. Còn cái da trắng này là nó lột cái da kia ra để ra không biết là nó cháy không nhưng mà nó lột da như đó. Thế này lắm, anh ở đó. Đó em nhìn. Cho em coi tóc của anh nữa. Không còn gì hết. Nhưng mà bây giờ nó mới ra thì cứ một tháng là phải đi tăng đơ đẩy lần. Dạ. Thì là chứ đó nó lột là tóc tay râu trên mày đi hết, nó rụng hết rồi, lột hết. Rắn lột sao là anh lột vậy. Vậy rồi nó chị có thể miêu tả lại cái lúc cái quá trình phục hồi của cái da của anh được không, da và cái tóc đó. Hồi đó nó cái da anh nó lột á thì bên bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện nhiệt đới gì cũng điều trị cũng không khó hết, cái là mới cho qua bên da liễu. Thì qua da liễu ở nằm mà lại ở da liễu điều trị một tháng, da vẫn cứ lột. Không lúc đó sức khỏe không có, da nó cứ nói lột. Được là nhưng cái này nó được là biết không? Tức là cái thuốc nó đã giảm dần ở trong cơ thể anh. Anh ăn được, anh rất là đặc biệt ở một cái điều, tức là thứ nhất anh không tin thầy bà, nói là tin thầy bà bùa chú nữa, tin vợ anh rồi đó thôi. Với bà già anh ấy, đi mấy đứa em, thì có một thời gian anh đi công chuyện cho một ông anh ở công ty á. Sang bên đó để anh coi người ta khai phá rừng để người ta trồng lại cây cao su ấy. Vâng. Có một cái công ty nữa thì anh đi qua anh coi với ông anh nữa đó, thì về đây anh mới kể lại câu chuyện đó, thì gia đình anh cứ nghĩ các anh bị trúng nhảy trúng bùa như thế ấy, mới kêu thầy bà được cũng, nhưng mà anh rất là đặc biệt, anh không tin ông thầy, ổng cho thuốc anh vô đây mà anh dí ổng mạnh bệnh nên đi ổng nổi, anh dí anh chạy vậy đó. Thứ nhất là anh không uống cái thuốc không rõ nguồn gốc của nó. Cái thứ hai là không tin về cái bùa chú thầy nhảy, là không tin. Cái thứ ba nữa là không tin những cái thuốc mà không rõ nguồn gốc của nó. Đây là điều đặc. Người ta đưa thuốc cho anh mấy ông thầy, ô ta đưa anh bệnh chết chịu, nhưng mà anh đem bỏ
kẹt giường. Dạ. Lúc nào tin tưởng bác chấp sĩ nhận đã chết chịu. Chứ không chấp nhận đã chết chịu. Cứ mê tín tâm linh hết được. Mình hiểu được cái khoa học mình mới hiểu là tức là mình bệnh là do đâu? Dị ứng thành phần của thuốc thì nó làm cho mình như thế nào? Ông không mình tin nhưng mà làm sao? Ông bệnh cái như là bây giờ mình còn nước còn mát. Ai chỉ đâu chị đi đó. Đúng rồi. Chỉ qua bên ông thầy Tây Ninh. Bao xe mượn người khiêng ổng đi. À, ông ở gần núi Bà Đen hả? Đó. Chỉ cái bà với cái bà thầy với Vũng Tàu. Dạ. Bà thầy chùa với Vũng Tàu bà đó là tu tại gia. Dạ. Cũng xuống bà lăn xuống gà, bà lấy lưỡi câu, lấy lưỡi nam, lấy kim. Da câu da gì đủ ra các kiểu. Xong về càng đi nó càng yếu. Xong mấy người chỉ ông thầy tới Đồng Tháp. Chị vẫn kêu xe mượn. Thầy Đồng Tháp là thầy gì chị? Thế nữa. Đi hết. Nói chung là ổng là đi không nổi, khiêng ổng á, nhưng mà chị vẫn mượn bạn của ổng bao xe, bắt đầu là khiêng chở ổng đi nhưng mà không cho ổng hay. Dạ. Thì ổng có tin. Dạ. Cho nên mà chở ổng đi thì lúc đó ổng mệt, ổng cũng không có gì được hết rồi. Ổng cứ chở đi xuống đó, ổng nói ủa em chở anh đi đâu mà cái đường này đường đi miền Tây đi Đồng Tháp mà. Thế thì mới nói chuyện với ổng, nhưng mà ổng mệt lắm, nói xong rồi xuống hôm đó. Ổng xuống thấy người ổng nhảy cái ổng nói thôi bây giờ ổng không chữa trực tiếp mà ổng chữa gián tiếp, ổng viết cho mấy cái lá bùa đó về đốt đi uống. Nhưng mà nói thật ra là nói ổng làm từ thiện, ổng không có lấy tiền, nhưng mà ổng vẽ cái lá đó, ổng viết mấy chữ lên mà ổng lấy 5.6 triệu. Nhưng mà đem về đốt ổng đâu có uống đâu. ổng không tin. Cái da của anh bây giờ nó còn bị lột không anh? Không. Dạ. Bây giờ là nó không lột luôn. Tay em giờ được vậy đấy rồi đó. Do anh vận động mình xuống đa. Dạ nhưng mà giờ nó còn đau hay là gì không? Bình thường. Da nó vậy đều có cái là cái da nó bỏng quá. Dạ. Dạ. Đang ra ngoài nắng thì nó có bị rát nhiều không anh? Da nó bỏng. Không rát. Dạ. Mà em thấy là cái tay mình bị nhiều nhưng mà cái mặt mình là ít hơn, mình mặt mình là hên rồi đấy. Vậy da trên mặt của anh là nguyên bản đấy hả? Da mặt không. Tại sao nó lại trắng đây? Ôi hôi ông xưa bệnh em đẹp trai lắm. Vậy hả? Chị có tấm hình nào của anh ngày xưa? Có tấm hình bỏ rồi, cái bữa hôm chụp trong cái sổ kia đâu mất tiêu rồi. Nhưng mà bây giờ trên nếu như trên báo có là con nó có chụp cái hình của anh. Dạ. Chị diễn tả cho em xem cái